Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở xóm 7 thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang bức xúc bởi tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại chăn nuôi vịt trên địa bàn gây ra, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Gia đình ông Hà Văn Mến ở xóm 7 thôn Ngọc Hòa hiện có 1.200 m2 mặt nước nuôi thả cá truyền thống. Gần nửa tháng qua, nguồn nước ô nhiễm chảy vào ao làm hơn một tấn cá bị chết, gây thiệt hại về kinh tế. Từ cái đợt mà nước xả ra thì chúng tôi bị ảnh hưởng. Đến giờ phút này chúng tôi hiện gia đình nhà tôi là ao cái chết hết, chúng tôi không dám thả nữa, mà không biết là ở cấp các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở về cái trang trại đó nhưng mà nói xong có mặt ở đấy thì là vâng vâng dạ dạ xong là về là lại đâu ở đấy. Không chỉ riêng gia đình ông Mến tại xóm 7 thôn Ngọc Hòa có 10 hộ gia đình có ao nuôi thả thủy sản cũng bị ô nhiễm nguồn nước. Toàn bộ cây ăn quả, rau màu trồng xung quanh khu vực ao cũng bị ảnh hưởng do nước ở hệ thống mương máng bị ô nhiễm, không thể tưới cho cây được. Các hộ dân phải gánh nước cách sông Cửu An hàng trăm mét để tưới cây. Nước trong khu vực bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, các hộ dân chỉ có một cách duy nhất là đóng kín cửa để gió không mang mùi hôi thối lùa vào nhà. Nước là, là nó hơi kinh người lắm, không ai người ta dùng cả thế mà người ta cũng cứ và đề nghị với các trang trại thế nhưng mà cứ lần nọ lần kia người ta cũng không 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 làm thế mà cứ nước thôi thối chảy ra quanh như thế này ai đi đến đây là người ta cũng cứ phải đi mãi không dám dừng lại nó theo phản ánh của các hộ dân, tình trạng ô nhiễm này từ trang trại diện tích hơn 2 hecta của gia đình ông Nguyễn Văn Phụ ở xóm 7 thôn Ngọc Hòa hiện chăn nuôi hàng nghìn con vịt. Chất thải chăn nuôi xả trực tiếp xuống con mương chảy quanh xóm. Các hộ dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền xã Vĩnh Hòa, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi đã đề nghị là về trang trại sẽ bịt toàn bộ tất cả các cái núi ra, đấy, dò dỉ ra ngoài cây rạch để ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Cái thứ hai là cũng khẩn trương xử lý ngay các, các hệ thống để chúng ta xử lý rác thải của trang trại. Và trên cơ sở đó thì bên ngoài là chúng tôi đã kết hợp với người dân cũng như trang trại để từng bước xử lý các cái vấn đề về môi trường trong các cái kinh rạch để không ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất cũng như là sức khỏe của bà con xung quanh. Hiện nay, các hộ dân ở xóm 7 thôn Ngọc Hòa đang vẫn mong chờ xã Vĩnh Hòa sớm giải quyết, khắc phục tình trạng ô nhiễm do xả thải ra môi trường từ trang trại nuôi vịt của gia đình ông Nguyễn Văn phụ để không bị ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống hàng ngày.